Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa cưa ở xã Tân Phước, huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Cây xà cừ này nằm kế vách nhà luôn, mái hiên phía bên dưới nữa. Bị lép một bên tàn do mấy cây bên đây nó có nhánh nó đâm chồi ra. Nhánh này giống như nó gặp cái mái nhà rồi nó mọc ngược ra ngoài phía ngoài. Nó tìm ánh sáng. Nhánh cây xà cừ thì nó dẻo dai và nó hơi cong cong sụ sụ xuống giống như là cây liễu. Ở dưới có cây thala sala mà nó đang thay lá. Đây thì mấy cái nhánh phía dưới thì nó đã chết khô rồi. Cây xà cừ này thì ba của Hoa chỉ mé nhánh thôi, đôn gùng gùng xuống cho nó tránh mưa bão sắp tới. Anh Sang lại phụ với ba của Hoa để cột dây phía dưới. Đây cưa rất là nhiều củi luôn. Thì cây này nằm gieo vào mấy nhà rất là nhiều. Và bên dưới có mấy cây sala nữa. Nên là ở dưới chập chội ba của Hoa mới leo lên tuốt phía trên để treo, dùng cái sợi dây lớn treo những nhánh phía bên dưới. Dây đưa ra phía ngoài. Cái này mà treo trên đọt thì cũng không được, tại vì cái đọt và cái phần gốc nó xuông với nhau á, nó không có đưa cái nhánh ra phía ngoài được. Yeah.
cây kiến. Còn cây me gần hàng rào quá nên phải cưa bỏ. Đây thì bà có hoa rần ra tới phía ngoài đỏ, có bằng nhánh. Qua bên đây để cưa hạ gốc cái phần cây xà cừ cao rồi để làm cổng chùa lại. Ở xung quanh đây ngôi chùa rất rộng lớn. Cưa cái cây này thì sẽ làm cái cổng phụ ở phía đây, tịnh xá ngọc Phật. Ở phía dưới mới truyền thêm sợi dây lớn nữa. Có thể là bà của hoa sẽ cột ở gần cái phần nách của nó để cho gần cái nhánh này lại. Anh Sang, anh Hiền, Cường thì ở phía dưới sẽ tranh thủ khi mà ba của hoa lên phía trên đó thì sẽ dồn lại để vịn mấy sợi dây. Còn nếu mà ba của hoa chưa có cưa thì sẽ tranh thủ cũng đi cưa những cây xung quanh nữa. Hai sợi dây căng ra hai bên. Kiến mới bị rớt phía dưới nó gãy cái chấu rồi không có đeo vô được nữa. Rồi dùng dây rồi. Dùng dây đó. Cho nó rớt xuống phần ngọn rồi tỉa bớt. Rồi ba của hoa cưa là phải tranh thủ mấy anh dồn lại và vịn dây phụ nữa. Anh buông cái nhánh này ra cho lộn cái nhánh kia xuống anh nè.
cho nó xuống phía dưới tại vì vướng cây sa la rồi. Ở phía trên có kiến, kiến ghiện, kiến đen gì vậy. Rồi, xả góc được không? Xả góc được không? Xả thử coi. Chị cái đọc nha. Mày chỏi cây sa la rồi. Cái đọt nó quật lại rồi. Mấy cái nhánh ở phía dưới nó bị chỏi lại rồi nên nó không có đi rớt xuống phía dưới ngọt ngào được. Rồi, an toàn rồi. Trên nhỏ xíu dưới xuống đất một vành cây. Là ba của Hoa truyền cái máy cưa xuống và lấy cái đầu dây bên kia cột cái phần nhánh đó. Miếng trắng đeo nhỏ gì được không? Ba của Hoa xuống dưới nghỉ ngơi và tìm lại cái càng của cái mắt kiếm đang trên mái hiên. Mình thấy hai cái rồi. Ồ, kiến quá nhiều rồi, ba của Hoa mới xuống nghỉ ngơi rồi. Kiến nó châm chích hả ba? Kiến kiến ghiện hay kiến gì không? Lấy cái móng rồi mình cắt ra hai cái nạn nó làm chung hồi. Xuống là nó kéo nó đi dướng dướng đó. Mà đó là mình đi đứng nó cắt được, mình lấy cái móng móng leo lên. Để mình cắt. Dạ. Chứ nó lấy cái nón kia đội, cái kiến nó dễ rớt quá. Kiến đi, kiến đen 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 con kiến nó trở nên lành rồi thì gỡ kiến nữa. Mấy cây này thì không có thuốc trị sâu nên, nên đi, kiến côn trùng quá nhiều. Hồi mình đi dễ đi. Ủa ba hôm nay con thấy có cái gì mà đỏ đỏ bên cái bên đó nhìn lạ ba. Này hả, cái này cái kiến này của cô Phượng Võ bên Đức cho cái luôn cái máy cưa luôn á. Dạ. Kèm theo đó. Hổm ba của Hoa với Hoa lắp gáp lại. Vậy là hổm gấp quá chưa có đội vô thử nên nay thấy hơi lạ lạ.
Đó, này đổ vô để nắp cái lấy cái nón kia. Có cái này đó nó che cái quấn cái khăn hay cái nón gì kia đặng che bớt cái mồ hôi nó chảy xuống mắt kia lắm. Dạ. Ồ có hai cái miếng ốp lỗ tai nữa kìa. Chống ồn. Hello. Không có nghe ha. Đó. Ồ có đều xiết sao cạch 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 được đó. Xiết cái này cái đầu ba cũng hơi nhỏ. Cái đó là miếng xiết xiết đưa xiết vô nó xiết vô nè. Dạ. Ôm này vô là cái nó kêu là hãm thanh để cho là chống ù tai mình sau này là không có bị lãng tai. Có khi là bị sau này cái mình lớn tuổi cái tới trăm tuổi cái mình không nghe luôn á. Tới trăm tuổi. Cả trăm tuổi với ba của Hoa hay nói là ở tù 300 năm không biết sống tới đó không. Kêu ba đợi con ra. Cây okay, đừng cho đè sập nhà ta là công an bắt bỏ tù 300 năm cho nên mình phải kỹ lưỡng mới được. Chưa đã nữa đâu. Ba của Hoa đang mang bộ đai và bộ móng. Mượn cái này đang leo lên. Mình cắt mấy cái đó mình cắt xác á, đứng cắt xác vô tại vì cái chỗ nó ngồi không giáp mà mình cắt lú ra một khúc á thì mấy thanh nhánh trên thòng xuống vậy á, mình kéo ra nó sẽ bị dướng nó lại, nó không xuống được. Dạ. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Cờ cờ của miệng. Dạ bộ diễn đó. Dạ diễn quá sầu. Dĩ nhiên chuyên nghiệp. Bà có toàn à, không biết đang đóng cái vai gì đây. Này phi công không ra phi công. Này là thợ thợ cưa cây rồi. Đi chay. Đi chay. Đi chay đó nha. Rồi dưới bên này. Kia rồi. Bự quá không giáp luôn kìa. Nữa. Cái này giống như trùng câu á. Rồi cả dây vậy đó, bà kéo lên. Rồi chốc sơn cái cây rồi. Sang ơi. Cái miếng lưới đó nhìn giống mấy người mà đi rừng bắt ong. Cái máy cưa cũng là của cô Phượng Võ tặng cho ba của Hoa luôn. Nhánh còn đeo cái bộ móng leo đấy bà con Hòa cưa cái nhánh này nè. Đang cột dây phía dưới để cho anh Sang kéo xuống cho ra khỏi phần mái nhà. Đi kia 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 bên đây đây đây. Ủa treo cái luôn hả? Treo hai giật cá. Rồi rút đây rút đây rút đây.
treo nhánh này, sợ rút kéo giật ra ngoài thì không được, sợ nó vướng lại mấy hiên. Rút cái sợi dây phía dưới rồi cột bằng nách của cái nhánh này nữa. Nào mà của hoa cột ở phía trên này chứ không có cột bằng nách. Chắc cột như thế này thì nhánh nó sẽ cân hơn. Ba con hoa sẽ cưa cái nhánh này để cho nó liền với các phần thân luôn. Và sẽ chừa ở trên phía trên này một chút, chỉ đôn lại tới đây thôi. Đang ra phía sau cái phần thân để né cái nhánh nó không bị dội vào trong thân. Bà cụ Hòa đứng chỉ thấy cái tay chân chứ không thấy cơ thể. Tuôn xuống luôn. Nhanh lẹ luôn. Cắt sát cái mặt của phần nhánh cây đó. Không cần dạt lại. Và nó hơi xéo xéo xuống một chút thì nó dễ liền da và mưa nó xuống nó sẽ không ứ nước lại. Có thể là ba cú hoa xuống để dẹp bộ đai và bộ móng leo. Vì phía trên là nhánh không à. Không có sử dụng cái móng leo đó đi ra ngoài được. Sang đang leo lên cây bên đây nè. Cây nãy ba cũng hỏi lần trước. Ba của Hoa nói cây này là có thể là cao 26 mét. Có đem bộ móng leo theo mà, nhưng mà anh Sang không thử, không chịu thử. Gió nó hiu quá. Thì cây này cũng sẽ đôn đọt lại luôn. Nhưng mà đôn thì không có nhắm chừng là bao nhiêu hết, nên hoa cũng không có rõ nữa. Kéo lên cao cũng mệt. Anh Sang thì dám leo lên những cây cao, còn Cường thì chỉ leo những cây thấp thấp thôi. Thở cưa nhưng mà hơi sợ độ cao một chút.
Mà cây xoài phía bên mái nhà cũng rất là lớn. Cái thân bự lắm, bự hơn cây xà cừ nữa. Thì bên này tuy cao nhưng mà nó trống, có đường xuống dễ dàng. Anh sang tua tới đó nè, anh đã dạt cái phần mặt thân cây à, bây giờ nó không bị ứ nước. Bên đây thì vướng cây xoài lớn. Ba của Hoa đã bỏ bộ đai vào bụng móng leo để leo lên phía trên nè. Nguy hiểm quá. Oh.
phần cái trong thì nó khó hơn một chút, vướng nhánh quá nhỉ. Gió nó tấp. Dài chút nữa nè, nhánh bự quá anh Sang cưa mỏ miệng. Cưa như vậy là đã hoàn thành rồi. Máy cưa nóng máy luôn, bốc khói. Nãy bị rớt cái sợi dây xuống rồi. Phải rút xuống để tránh nguy hiểm phía bên dưới. Yeah.